Tổng thống Ukraine cho biết gần tới 125.000 người đã di tản qua những hành lang nhân đạo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu vào ngày hôm qua, gần 125.000 người dân phải di tản qua những hành lang nhân đạo ở những khu vực đang gặp chiến sự tại Ukraine. Ông nói hôm nay nhiệm vụ quan trọng chính là Mariupol. Ông nói một đoàn xe tiếp tế nhân đạo giờ chỉ còn cách thành phố cảng bị bao vây, nơi có hơn 400.000 người đang mắc kẹt này khoảng chừng 80 cây số. Trong khi đó, giới chức Mariupol cho biết trong một tuyên bố, 2.187 người dân đã thiệt mạng từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Và chỉ trong 24 tiếng đồng hồ qua, ít nhất 22 vụ đánh bom vào thành phố dân sự này. Hơn 100 quả bom đã bị Nga ném xuống Mariupol.